Chư vị, xin mời. Tỷ tỷ à, cho bọn ta ra ngoài đi dạo đi. Đúng, đúng vậy đó, ra ngoài dạo một lát đi. Vậy phải trở về nhanh đấy. Được thôi. Được rồi. Đi thôi. Thật không ngờ trong chùa lại có một người đẹp trai như vậy. Phải đó. Sao lại đẹp trai như vậy chứ? Lại còn biết khắc tượng Phật nữa. Này, rốt cuộc các cô muốn làm gì? Không làm gì cả. Chỉ là chào hỏi một chút thôi. Ta thấy chàng đổ mồ hôi nhiều quá, qua đây để ta lau cho. Cô muốn làm gì hả? Đừng chạy nữa, để ta lau mồ hôi cho. Không được nhúc nhích, còn nhúc nhích ta sẽ ra tay đấy. Đến đây đi. Trả cho ta. Chàng đẹp trai à, đừng tức giận nữa mà. Đưa dao cho ta, đưa dao đây, qua đây, đừng chạy nữa. Qua đây đi. Đưa dao cho ta. Đừng chạy mà. Nhược Nam, lại là một kẻ vô liêm sỉ, lại còn dám làm bậy ở trong chùa. Cô nương à, có thể đưa cho ta rồi chứ? Muốn lấy dao à? Muốn lấy thì tự mình đến lấy đi. Thôi được, ta đến lấy. Chàng đẹp trai à, tại sao lại xấu hổ chứ? Qua đây lấy đi. Qua đây đi, nếu cô nương thích dao khác này, vậy thì cứ cầm lấy đi, tôi sẽ đi lấy cái mới. Ngươi, tất cả là do đồ hồ ly nhà cô, làm người ta sợ, bỏ đi mất rồi. Cái gì? Cô còn dám nói ta? Nếu không có ta ở đây, cô đã kéo người ta đến chỗ không người, để tình tứ rồi. Chỉ trách chàng trai kia quá đẹp trai, không giống như những người đàn ông bình thường khác. Đúng vậy đó. Nếu sau này ta gả cho một người giống như chàng đẹp trai đó, thì cho dù làm trâu làm ngựa, ta cũng bằng lòng. Quan Âm Bồ Tát à, con không cố ý mạo phạm đến người đâu. Người đại từ đại bi, tha thứ cho con có được không? Cô còn ở đây nói gì nữa? Đợi người đến bắt à? Đi thôi, mau đi thôi. Bị ma đuổi theo à? Chạy gấp như vậy. Có phải tên háo sắc đó bắt nạt các cô không? Ta sẽ vào trong cho tên háo sắc đó một bài học xem hắn ta muốn gì. Ban ngày ban mặt, các cô chạy cái gì chứ? Ngươi làm gì thế? Sao ta lại xui xẻo như vậy chứ? Lúc nào cũng gặp ngươi. Ngươi có thể là oan gia ngõ hẹp. Chỉ dựa vào tên tiểu tử như ngươi cũng xứng ở đây khắc tượng Phật à? Ta có xứng hay không? Không cần ngươi phải nói. Tránh ra đi. Đừng có cản trở ta làm việc. Ngươi cũng biết nghiêm túc làm việc nữa à? Thôi bỏ đi. Đôi tay dơ bẩn của ngươi đã làm ô uế Bồ Tát Quan Âm. Ta còn chưa hỏi ngươi chuyện gì đã xảy ra mà ngươi còn mắng ngược lại ta. Ta không thể mắng ngươi à? Là ngươi đã chọc ghẹo tỉ muội của ta. Ta, ngươi là đồ háo sắc, đồ lưu manh, cản đường bọn ta làm gì chứ? Ngươi muốn gì? Biết điều thì giao người ra đây. Người của bọn ngươi đến phá sòng bạc của ta, còn đánh huynh đệ của ta. Họ Lục ta đến đây đòi công bằng, như vậy không quá đáng chứ? Ngươi nằm mơ đi. Ai dám động đến dì hồng của ta? Không ngờ ngươi lại tự mình ra đây. Chuyện ta làm tự ta chịu, không liên quan đến người khác. Được lắm, khá khen cho câu. Người nào làm thì người đó chịu. Ta sẽ tọa nguyện cho ngươi. Vậy thì cùng ta chơi một ván đi. Lên. Tiểu huynh đệ, không sao chứ? Ngươi có vấn đề gì à? Đừng lại đây. Nhược Nam, không sao chứ? Nhược Nam, không sao chứ? Không sao. Tiểu tử, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Món nợ này, lần sau ta sẽ tính với ngươi. Hôm nay cũng nhờ có công tử giải vây, mong công tử tha thứ cho Nhược Nam. Chuyện cũng đã xong rồi. Cửa Phật là nơi yên tĩnh, không tiện để các cô nương ở lâu. Nếu các cô không bị thương, xin các cô ra về cho. Đứng lại. Ngươi nói cho rõ đi. Chùa này không phải do nhà ngươi mở ra. Ngươi bảo bọn ta đi thì bọn ta đi sao? Cửa Phật thanh tịnh, lẽ nào ngươi không cảm thấy quá mức ồn ào, phá vỡ sự yên tĩnh ở đây sao?
có phải ngươi đang công khai chê bai bọn tao ồn ào không? Nhìn ngươi đường đường có diện mạo là một nam nhân, sao cách nói chuyện lại giống như đàn bà chửi bới ở ngoài chợ vậy? Đừng tưởng vừa rồi ra tay giúp ta thì ngươi có thể tự cao tự đại như vậy. Cho dù không có ngươi, ta cũng không sợ đám người đó đâu. Ngươi phải biết là ta ra tay không phải muốn giúp ngươi. Ta không muốn có người gây sự ở trong chùa, quấy rầy sự yên tĩnh của người khác. Hơn nữa, chuyện của ngươi ta cũng không muốn quan tâm. Được thôi, chúng ta nói lý lẽ đi. Loại người như ngươi, miệng chó không nói ra lời nào tốt đẹp cả, nên mới soi mói những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Ta không có thời gian để đấu khẩu với ngươi, không có việc gì nghiêm túc để làm. Ngươi, hay là ta thay ngươi bẩm báo với sư phụ, nhận ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi vài kỹ năng. Ngươi, bảo bối đâu rồi? Bảo bối sao vẫn chưa đến thế? Đến đây, đến ngay đây. Bảo bối đến rồi. Cô ấy kỳ lưng đã lắm đấy. Ta rất thích kỳ lưng cho các cô. Chỉ cần nghe tiếng la hét của các cô là ta vui lắm rồi. Cô háo sắc như vậy, không lẽ là con trai thật sao? Nào, đến đây cho ta sở thử nào. Nếu là thật, vậy cô gả cho ta đi. Còn không nhanh lên thì sẽ không đến lượt cô đâu. Còn do dự gì nữa? Không phải cô rất thích ta kỳ lưng cho cô sao? Sao thế? Mau đưa ta xem. Có phải lại là tên khốn đó làm không? Thật sự là hắn à? Không phải cô nói không lo cho hắn nữa sao? Trách ai chứ? Không phải tự mình chuốc lấy, không buông bỏ được hắn sao? Cô nói đi, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Tại sao cô quay lại với hắn chứ? Cũng không thể trách hắn, tất cả là tại ta không tốt, trách cô. Nếu ta không tranh cãi với hắn thì hắn cũng đâu đánh ta. Cô cãi nhau với hắn vì chuyện gì? Hắn yêu cầu ta đưa tiền, ta để dành số tiền đó chữa bệnh cho cha mẹ ta. Không ngờ nói thêm với hắn vài câu thì hắn liền... Cái gì? Hắn lại đòi tiền cô sao? Nhược Nam, muốn trách chỉ trách số phận ta không tốt. Ai bảo ta lại quen biết hắn chứ? Sai. Bây giờ người gặp xui xẻo chính là tên khốn đó. Ai bảo cô quen biết với Hàn Nhược Nam ta? Hắn đánh chị em của ta cũng giống như đánh ta vậy. Chị em đâu? Đánh. Thuyết Minh và lồng tiếng tại phim TV. Tên họ Bạch kia ra đây cho ta. Dựa vào đâu mà kêu ta ra? Nhãi danh. Có phải tai của ngươi bị chó cắn rồi không? Đánh, đánh hắn đi. Ngươi không phải là một công tử bột mà là một con chó. Đánh con chó đó đi. Ngươi là đồ không nói lý lẽ. Rõ ràng ngươi kêu người họ Bạch, nhưng ta họ Dương, tại sao phải ra gặp ngươi? Ngươi, ngươi còn nhớ họ của mình là gì nữa à? Ta còn tưởng ngươi ăn bám. Từ nay phải đổi tên đổi họ bán thân để tìm chỗ nương nhờ rồi chứ. À, đàn bà thối tha này. Sao hả? Còn muốn gây rối nữa à? Xuân Hoa, cô qua đây. Cô qua đây đi. Qua đây cho tên xúc sinh không bằng cầm thú này coi những chuyện tốt mà hắn đã làm. Ai nói là ta đánh trước? Có ai nhìn thấy không? Tên đàn ông thối. Xuân Hoa, có chị em đứng ra bảo vệ cô. Cô cứ nói ra đi. Đúng rồi, cô nói đi chứ. Nói đi mà. Hình như bên ngoài có người cãi nhau. Đúng vậy. Có liên quan gì đến các ngươi? Theo ta thấy, không biết vết thương này bị tên đàn ông thô lỗ nào gây ra, rồi bây giờ đổ lên đầu ta. Xuân Hoa, Xuân Hoa à, đáng đời. Ngươi im miệng. Dù ngươi có một mực khẳng định chối cãi đến đâu cũng không thể đổi trắng thay đen. Biết điều thì theo bọn ta về. Đừng ở đây làm loạn đến mức khó coi như vậy. Con người ngươi đúng là kỳ lạ. Dựa vào đâu ta phải theo ngươi về? Nghĩ người đông thì hay lắm sao? Không thử nhìn xem, đám đàn bà giữa ban ngày ban mặt mà ăn mặc không chỉnh tề, ở chốn đông người còn ra thể thống gì nữa? Tên đàn ông thối tha này, dừng tay. Còn không xem đây là chỗ của ai, chạy đến đây gây chuyện. Ta không quan tâm là của ai, mau đi gọi Lục đại ca ra đây cho ta. Đừng phí lời với đám đàn bà ồn ào này, ngươi tìm ai cũng vô ích. Oh.
hắn thắng rồi, bên ngoài đánh nhau rồi. Không được đi. Đến đây nào, ta cho ngươi xem này. Được, mở ra đi. Ta thắng rồi. Không còn bài nữa rồi. Ta không thua, các người xem đi. Không còn gì nữa rồi. Thua rồi. Là tên khốn nào đã phá bài tốt của ta? Là hắn. Đúng vậy, chính là hắn. Là ngươi. Không phải ta. Ngươi có biết ta chính là Lý Đại Bổn giữa Hắc Toàn Phong, Tiểu Lương Sơn không? Có bản lĩnh thì đến tìm ta. Đánh, đánh hắn đi. Mệt quá đi mất. Con nhỏ Nhược Nam thiệt tình, thấy chúng ta rảnh quá hay sao, lại bắt chúng ta làm đội cổ vũ. Quả nhiên các cô ở đây. Làm ơn đi mà bảo bối à. Tha cho bọn này đi. Nói các cô biết nha. Tiểu Lương Sơn, đại diện Hồng Tụ Thư Viện chúng ta tham gia đá bóng. Các cô không giúp được gì, ít nhất cũng phải cổ vũ cho bọn họ chứ. Nghĩ thử đi. Đến lúc đó, nếu khách đến đây, đưa ra bảng vô địch cho họ xem. Trên đó viết đội Hồng Tụ Thư Viện, do chính Hoàng Thượng ngự ban. Lúc đó khách cảm thấy vui hơn, lại thưởng thêm vài ba lượng bạc. Người có lợi vẫn là các cô thôi. Bảo bối à, làm ơn tha cho bọn ta đi. Chỉ cần thoải mái một chút, ít đi vài ba lượng bạc cũng không sao. Đúng rồi đó. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Nhanh chân lên. Hết sức luôn rồi. Nhược Nam à, các người. Được. Các người không muốn đi, ta cũng không ép các người đi. Nếu đã muốn thoải mái, vậy ta cũng giúp các cô luôn. Tối nay ta sẽ đi nói với dì, tìm thêm vài lão già háo sắc cho các cô hầu hạ. Phải rồi, nghe nói Trương Công Công cũng đến đây rồi. Ta sẽ sắp xếp cho các cô nha. Thế nào hả? Trương Công Công đó háo sắc lắm đó. Muội tha cho bọn ta đi mà. Đừng có làm thế. Thôi vậy đi, bọn ta theo muội đi cổ vũ được không? Được rồi, ồn ào quá, chịu đi cổ vũ là được rồi. Các người đó làm ta nhức hết cả đầu. Đi thôi. Tiểu Kim ca, lại có người tặng khăn cho ngươi à? Tiểu Kim ca, đúng là đi guốc trong bụng nghệ mà. Chưa nói mà huynh đã biết rồi. Vậy, người ngay thẳng không làm chuyện mờ ám. Lần trước huynh giúp đệ đọc mấy chữ đó, khiến đệ suy nghĩ cả đêm. Người ta có lòng thành, đệ cũng phải đáp lại. Cho nên, đệ muốn. Cho nên người muốn viết thư hồi âm, phải không? Phải, chính xác luôn. Người muốn viết thế nào hả? Đệ cũng không biết nữa. Đây là lần đầu đệ gặp phải chuyện thế này mà. Thành thật mà nói, bây giờ lòng đệ rối như tơ vò. Rối như tơ vò hả? Vậy người muốn làm sao đây? Huynh qua đây. Ngồi xuống đi. Cái này là đệ trộm trong học đường đó. Huynh xem thử chọn được câu nào không? Sách này toàn là mấy bài hay ho không đó. Ngươi cũng khá lắm, nhưng vẫn phải nhờ Kim ca giúp. Huynh xem thử, có câu nào thích hợp, cảm động lòng người một chút không? Câu này thì sao? Huynh đọc thử đệ nghe xem. Hiếm hỏi ý nàng hợp lòng ta, nhất định không phụ nghĩa tương tư. Có nghĩa là cảm ơn tâm ý của cô, ta nhất định trân trọng nó, không phụ tình ý của cô đâu. Thế nào? Hay lắm, lấy câu này đi. Mực đâu? Vật báu dễ tìm, tình sâu khó cầu. Nếu ta là cô nương đó, nhất định không phụ tấm chân tình của ngươi đâu. Hy vọng là như vậy.
Chắc là phòng này. Có phải làm chuyện xấu gì đâu. Lại lướt như kẻ trộm vậy. Sợ gì chứ? Mặc dù không phải chuyện xấu, nhưng cũng không thể để người khác biết. Không đúng, Nhược Nam đâu có đọc sách. Bà nội nó, cây côn to ta còn không sợ, cây kim bé xíu mà khiến ta nhức cả mắt. Các ngươi làm gì vậy? Đang giặt đồ đó. Tống đại ca, huynh đến rồi hả? Tống đại ca. Chào huynh, trận đấu cũng sắp đến rồi, nên phải giặt sạch số đồ này, để mấy người mắt trên đọt cây, khỏi nói bậy nói bạ. Đừng quan tâm mấy chuyện này nữa, kệ chúng đi. Đại ca, tụi này tuy nghèo, nhưng chí lớn lắm, không thể để người ta coi thường được. Giặt sạch số đồ đó thì được sao? Chúng xem chúng ta thế nào, thì như thế đó thôi. Gì vậy? Cái gì thế? Áo mới hả? Đẹp quá đi thôi, áo này huynh tặng cho bọn này hả? Hay lắm, đẹp quá đi. Đại ca, huynh đúng là vị cứu tinh của tụi đệ mà. Huynh đệ với nhau không cần khách sáo, chỉ là vài lượng bạc thôi. Tuy lần này ta không kề vai sát cánh với bọn đệ, nhưng mặc áo này vào, giống như ta bên cạnh các đệ vậy. Chúng ta vốn đã hay hơn bọn chúng, bây giờ mặc áo này lên, như hổ mọc thêm cánh, thần dũng hơn người. Để xem chúng chịu được bao lâu. Đại ca, huynh cứ yên tâm, lần này bọn đệ sẽ chiến đấu đến cùng, vào thẳng chung kết, cho tên họ Lục biết lợi hại của chúng ta. Quyết tâm. Đúng, có câu này của đệ, huynh yên tâm rồi. Nhưng mà huynh muốn bọn đệ đá thắng, chứ không phải liều mạng đâu. Trong lòng huynh, cho dù 1000 chức vô địch cũng không bằng một mạng của huynh đệ đâu. Đại ca, yên tâm đi, không thôi đâu mà. Các đội khác đều có người dự bị, đề phòng bất chắc. Huynh ở phương Bắc, có quen biết được Bi huynh đệ. Huynh ấy rất tốt, lại có chút ít võ công. Huynh đã hứa cho huynh ấy vào đội, hy vọng có thể giúp ích được bọn đệ. Nói vậy thì sao chứ? Có vấn đề gì à? Không, không có. Ý đệ không phải như vậy. Bây giờ trong đội đã đủ người rồi, để huynh ấy làm dự bị, sợ là thiệt cho huynh ấy thôi. Bình thường ta cũng đá cầu, nhưng không được vào đội. Khó khăn lắm mới được gia nhập đội, học hỏi nhiều điều hơn, mở mang tầm mắt. Vậy là tốt lắm rồi. Nếu huynh không có vấn đề gì, thì cứ làm theo lời Tống đại ca đi. Được lắm. Đàn ông kỵ nhất là lôi thôi. Chúng ta cứ quyết định vậy đi. Trời sắp tối rồi. Ngươi làm cả ngày rồi, chắc mệt lắm. Nghỉ ngơi chút đi. Không sao đâu. Làm xong chuyện này rồi tính tiếp. Không cần làm bán mạng vậy đâu. Cũng không gấp lắm đâu. Sao người bất cẩn thế? Ta đến phòng Nhược Nam lấy thuốc cho ngươi. Không sao cả. Tại hạ tự đi lấy. Được không đấy? Thuốc để trong tủ kế đầu giường của Nhược Nam đó. Căn phòng bề bộn quá. Thật là nghĩ không ra. Mượn dùng chút nha. Xin lỗi. Đa tạ. Hắn vào phòng ta làm gì nhỉ? Hình như không mất gì cả. Vậy hắn đến đây làm gì? Hiếm hỏi ý nàng hợp lòng ta, nhất định không phụ nghĩa tương tư. Vậy là ý gì đây? Tên xấu xa này dám chọc ghẹo ta. Đồ háo sắc. Ta tưởng ngươi ăn năn hối cải rồi, không ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Phải cho hắn một bài học mới được.
Cô nương, ngươi nghĩ ta có tình cảm với ngươi? Đừng có mơ. Khuya như vậy sao cô chưa ngủ? Nếu ngủ rồi, sao đến đây được? Kiếm chuyện để nói. Cô đến đây tìm ta, có chuyện gì không? Biết rồi còn hỏi, nói chuyện dư thừa. Muội có một chuyện muốn nhờ huynh, không biết huynh có đồng ý không? Xin cô nương cứ nói, nếu có thể giúp được, tôi sẽ cố hết sức. Nhìn bộ mặt háo sắc của ngươi, biết vậy lúc đó châm thêm vài kim, xem ngươi còn dám đắc ý, xảo trá vậy không? Muội muốn nhờ huynh viết vài chữ, có được không? Viết chữ? Phải rồi, là mấy chữ này. Hiếm hỏi ý nàng hợp lòng ta, nhất định không phụ nghĩa tương tư. Trùng hợp thật, hôm nay là ngày gì vậy? Lại là mấy chữ này nữa, còn giả vờ nữa. Phiền huynh viết dùm muội nhé. Được thôi. Chữ viết giống hệt nhau. Quả nhiên ngươi muốn chọc ghẹo ta, đồ háo sắc. Bây giờ tăng chứng rành rành, ngươi không thể nói ta nghi oan ngươi nữa. Cô nương, nếu như chữ ta xấu, xin cô nương thứ lỗi. Cô nương nhờ ta chép hai câu thơ này để làm gì vậy? Không liên quan đến huynh. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vừa rồi còn rất vui vẻ mà. Kỳ thật, mấy huynh cố lên. Cố lên nha. Cố lên. Đá tung lưới đối thủ đi. Cố lên nha. Chúng ta gặp lại nhau rồi, Cao đại nhân. Trước sau gì chúng ta cũng phải gặp mặt nhau mà. Không ngờ người tài như các hạ cũng có thời gian đến đây xem đá bóng. Đời người cũng như một cuộc chơi, có lúc thư giãn một chút cũng là chuyện tốt mà. Đợi đã, trước sau gì ta cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Người đến đây chắc chắn có chuyện gì khác. Chuyện gì khác thì không có, chỉ là đại nhân quá đa nghi thôi. Đa nghi vẫn tốt hơn là không nghi ngờ gì cả. Nếu không, chỉ cần một sơ sót nhỏ cũng có thể rơi vào bẫy của người khác. Cao đại nhân nói như vậy, dường như quanh năm phải sống trong nghi ngờ, bị người khác âm thầm hãm hại. Sống như vậy, tại hạ cảm thấy không dễ chịu chút nào. Sống khổ cực như vậy, thà không sống còn tốt hơn. Những chuyện này không cần ngươi quan tâm đến. Mặc dù nhiều người cũng nghĩ giống như ngươi, nhưng đến hôm nay, ngươi thấy đấy, ta vẫn sống rất tốt. Ngược lại là những người có ý tốt kia, tất cả đều trở thành cát bụi và xương trắng. Như vậy chứng tỏ là Cao đại nhân rất có bản lĩnh. Ngươi quá khen, ta nghĩ bản lĩnh của Tống huynh không nhỏ. Cao đại nhân sao lại biết được họ của ta vậy? Những gì nên biết thì phải biết thôi. Đúng vậy, người muốn đi thì phải đi thôi. Bây giờ tại hạ có việc xin cáo từ. Chúng ta hẹn ngày gặp lại. Cố lên. Cố lên nha mấy huynh. Đá thẳng vô lưới đi. Cố lên. Trận đấu kết thúc, Hồng Tụ Thư Viện thắng. Giải tán. Lý Đại Bổn sự bình thường trông rất thô lỗ, lúc đá bóng lại khéo léo nhanh nhẹn như vậy. Đá hay thật. Oh,
Nhìn tay chân của ngươi đi, còn học người ta đá bóng, ta thấy xấu hổ thay ngươi đó. Khiến Hàn đại ca cười chê rồi, ai là đại ca của ngươi chứ? Hàn đại ca, huynh có chuyện gì không vui sao? Người bớt nói nhảm đi, tiểu đệ có gì đắc tội với huynh không? Sao huynh cứ nổi giận với đệ vậy? Ta bảo ngươi bớt nói nhảm thì ngươi im miệng đi, nghe rõ chưa hả? Người qua đây. Ta muốn người thề với ta. Thề gì chứ? Không được có ý xấu với muội muội của ta. Bỏ ý định đó đi. Không có mà. Còn chối nữa hả? Ngươi mà không đồng ý, ta cho ngươi một trận đấy. Được được, đệ đồng ý là được rồi. Ngươi đồng ý rồi đấy. Ngươi nhận lời thật chứ? Ta thấy ca ca của Nhược Nam cô nương không chỉ đầu óc có vấn đề, mà tính tình còn rất xấu nữa. Không biết chuyện này có nên nói với Nhược Nam không nhỉ? Thật là khó cho ta quá đi. Thật ra mà nói, trận đó quá dễ với chúng ta, đá chưa ướt áo nữa là biết thắng chắc rồi. Có Lục lão đại dẫn dắt, chúng ta có thể nói là bất khả chiến bại. Đúng, đúng vậy. Đại ca, huynh thấy biểu hiện của tụi đệ thế nào? Giành được hạng nhì cũng tốt rồi. Ai nói hạng nhì chứ? Tụi này muốn giành hạng nhất mà. Có lòng tin tất nhiên là tốt, nhưng nếu quá tự tin thì sẽ hỏng việc. Đại ca, có gì muốn nói thì cứ nói ra đi, đừng để các huynh đệ trong lòng hoài nghi. Các ngươi đá không tệ, nhưng có người đá hay hơn các ngươi. Là ai vậy? Bọn nhóc ở Hồng Tụ Thư Viện. Bọn nhóc danh đó à? Huynh xem huynh đệ chúng ta khí thế như vậy, bọn nhóc danh đó sao lại là đối thủ của chúng ta chứ? Ngươi nghĩ các ngươi thắng chắc sao? Đối thủ lớn nhất của các ngươi vẫn là đám người của Hồng Tụ Thư Viện. Sao vậy? Không vui à? Thà rằng bây giờ các ngươi không vui còn tốt hơn lúc các ngươi thua rồi. Ai nấy đều mặt mày bí xị. Đại ca, huynh nói vậy làm mất chí khí huynh đệ chúng ta rồi. Chúng ta không bao giờ thua mới đúng chứ? Bảy mưu tính kế quyết định thắng bại. Thắng thua của một trận đấu không phải trong lúc đối đầu nhau, mà là trước khi đối đầu, chúng ta phải có sự sắp xếp trước. Ý của đại ca là xa trường vô tình, chiến trường vô nghĩa. Để nắm chắc phần thắng thì phải giảm thực lực của đối phương. Chỉ có thế chúng ta mới chắc thắng. Đại ca, ngươi hiểu là được rồi. Ta phải dựa vào trận đấu này để dụ được kẻ đứng sau bọn nhóc đó ra. Không được, hôm nay xem như tiệc mừng thắng trận, cho nên hạng nhất này chúng ta phải giành lấy cho bằng được. Để ta nói các người biết, các người không xem trận đấu đó thật đáng tiếc mà. Lý đại ca dẫn được bóng, anh ấy dùng động tác giả lừa qua đối thủ, sau đó lại là một cú huyên ương liên hoàn, đá quả bóng như con rùa vậy, lao thẳng xuống khung thành của đối thủ. Vậy hả? Rồi sao nữa? Kể đi, các vị mua tranh đi. Kể tiếp đi, sau đó thế nào? Gấp gáp cái gì? Uống chút nước đã. Trong lúc đó, Ngô Mộng có được bóng, như cá chép hóa rồng, đá quả bóng bay lên trời. Kể thì chậm chứ lúc đó nhanh lắm, nhờ có Tôn Nhị Lang ta ở gần đó, dẫn quả bóng qua đối thủ, xuống thẳng khung thành. Quả đó mà không vào thì chơi bời gì nữa. Sao các người làm bẩn tay ta hả? Ta còn làm bẩn tranh của ngươi luôn. Các người muốn phá đám hả? Phải, bọn ta đến đây phá đám đó. Đi thôi, chân của tôi
Nào, sao vậy? Ngồi xuống, nấu chút nước đi. Coi chừng đau. Tôn Nhị Lang, nói ta biết ai làm ra chuyện này. Bốn tên đó, không nói không răng liền đánh đệ. Chắc là ngươi lừa gạt ai đó, người ta tìm đến chút giận. Ngươi đắc tội với người ta. Phải không hả? Không phải mà, bọn chúng gây sự trước. Huynh đủ chưa, tránh ra đi, không đi được. Sao nữa? Hắn cắn tay ta. Đại bổn sự, này đại bổn sự. Ngoài kia có đám người đuổi theo muội, may mà muội nhanh chân, nếu không thì thảm rồi. Có lẽ có người muốn phá hoại chí khí và thực lực của chúng ta, thừa cơ hội đá thắng chúng ta. Bọn người đó hình như là thủ hạ của Lục Thiếu Khiêm. Lục Thiếu Khiêm sao? Chuyện này liên quan lớn lắm, muội có nhìn nhầm không vậy? Sao mà sai được, chắc chắn là bọn họ. Không cần nói nhiều nữa, chỉ có tên họ Lục kia mới làm chuyện đê tiện như vậy. Bà nội nó, tên họ Lục kia, Lý đại bổn sự ta sẽ liều mạng với ngươi. Này đại bổn sự, huynh ấy nhất định tìm Lục Thiếu Khiêm trả thù đấy. Không được, chúng ta phải kéo huynh ấy về liền. A Động, huynh ở lại trông coi Nhị Lang, mau lên. Không được vào. Ông chủ, không hay rồi, Lý đại bổn sự, ông thần tài bị đập bể rồi. Gì chứ? Đến đúng lúc lắm. Kêu các huynh đệ chuẩn bị giao chiến, tên thối đó dám đích thân đến đây, ta sẽ cho hắn một bài hào quang đã. Đại ca, huynh ngồi ở đây đi, để đệ đi trị hắn, rồi về uống tiếp với huynh. Ngươi đối đãi bình thường với hắn, đừng động thủ với hắn ta. Ngươi chọc cho hắn nóng lên, không kiềm chế được đánh ngươi trước, những chuyện còn lại cứ để ta lo. Được. Gì vậy, làm gì vậy? Kêu Lục Thiếu Khiêm ra đây. Dừng tay. Lục Thiếu Khiêm, con rùa rụt cổ như ngươi còn dám ra đây hả? Sao thế? Làm gì nóng nảy dữ vậy? Có phải bị người ta chơi khăm nên lấy ông thần tài ra chút giận? Phải vậy không hả? Đừng có làm bộ nữa. Ngươi làm gì thì tự ngươi biết. Ta đã làm gì? Tất nhiên là ta biết rồi. Lý đại, lúc trước ngươi ở sòng bạc của ta, kiếm cũng bộn tiền. Đột nhiên ngươi lại qua cầu rút ván như vậy. Ngươi im miệng đi. Huynh đệ của ta tại sao lại bị thương hả? Ngộ thật đấy, huynh đệ của ngươi bị thương, sao đến đây tìm ta chứ? Đồ thối tha, còn giả vờ giả vịt hả? Ngươi nói ta gây thương tích cho huynh đệ ngươi, có chứng cứ gì không? Đúng đó, có chứng cứ không? Làm những chuyện đê tiện như vậy còn đòi chứng cứ nữa hả? Ngươi còn nhân tính không? Đại bổn sự à, đại bổn sự. Còn có người giúp sức nữa thì ra muốn đến phá sòng bạc. Hôm nay ngươi không nói cho ra lẽ, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi tưởng ngươi là đại ca thật sao? Huynh đệ của hắn bị thương thì đến đây tìm ta, sau này vợ hắn có con hoang lại đến đây tìm ta lấy tiền nuôi dưỡng nữa hả? Tên cặn bã này. Dừng tay, đứng yên. Nếu muốn sống thì đứng yên đó. Lên. Đợi đã. Giữa ban ngày ban mặt, ta cũng muốn nhìn rõ xem có bao nhiêu người coi thường vương pháp. Ngươi là người của Lục Phiến Môn, ngươi cũng có chút kiến thức đấy, cũng chỉ là tay sai của triều đình thôi, ta không sợ đâu. Chán sống thì cứ đến đây, ta xử hắn ta ngay. Ngươi đừng có lo cho ta, xử tên thối tha này đi, đừng liều với bọn chúng. Nếu như quá kích động sẽ hại đến Lý đại bổn sự. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta đi tìm Tống đại ca. Chúng ta đi, đi thôi, đi. Dây đàn sao lại đứt vậy? Trong bài tấu nặng tình, dây đàn quá nhẹ, đứt dây cũng là lẽ đương nhiên. Có lẽ cũng là đoạn kết của một mối tình. Muội nói vậy là sao? Đàn tức là tình, bắt đầu từ tình yêu,
và kết thúc cũng vậy. Hồng Lệ, cả đời này huynh không quên được khoảng thời gian bên muội. Huynh rất muốn dẫn muội đi theo đến một nơi không ai biết, cũng không cần nghĩ đến gì cả, trồng rau, nuôi cá. Dây đàn đã đứt, còn nhắc đến chuyện cũ làm gì chứ? Muội bị đứt tay à? Tống đại ca, Dì Hồng, Nhược Nam, Lý đại bổn sự bị bắt rồi. Bị ai bắt hả? Bây giờ ở đâu? Lý đại bổn sự đến sòng bạc của Lục Thiếu Khiêm gây sự. Thật không ngờ tên họ Cao kia lại có mặt ở đó. Sau đó, lấy danh nghĩa của bọn quan phủ bắt Lý đại bổn sự rồi. Cao Tiểu Cầu bắt Lý đại bổn sự. Đi mau, mau lên đi. Xin mời ngồi. Khách quan muốn dùng gì ạ? Cho một tô mì đi. Được rồi, có ngay. Ông chủ, cho một tô mì. Có ngay, nấu sớm một chút. Cao đại nhân, sao hôm nay đại nhân đến quán mì nhỏ này ăn vậy? Khoảng cách xa như vậy mà cũng nhìn được mặt ta. Mắt của ngươi quả là tinh tường. Thành thật mà nói, tại hạ nhìn thấy Cao đại nhân mới ngồi ở đây chờ ngài. Cao đại nhân có vết sẹo trên mặt khiến người ta khó quên mà. Có lẽ vết sẹo của Cao đại nhân là tượng trưng cho phú quý. Nếu cao hơn một chút thì mất một con mắt, nếu thấp hơn thì mất đi một bên tai. Nhưng bây giờ lại vừa khớp, không cao lại không thấp. Cho nên Cao đại nhân tài thính mắt tinh, thăng quan tiến chức đấy. Rốt cuộc người cũng chịu ra mặt tìm Lý đại bổn sự. Bọn ta là huynh đệ. Đúng rồi, nói ra tại hạ phải cảm ơn Cao đại nhân đây. Nghe nói bằng hữu của tại hạ ở sòng bạc Ngũ Phúc bệnh cũ tái phát, tâm trạng kích động. May mà Cao đại nhân ra tay ngăn lại, mới không sinh họa lớn. Nóng hổi đây, mì hồ đồ đến rồi đây. Một tô sống, một tô chín, hai vị dùng ngon miệng. Cao đại nhân mời, bữa hôm nay tại hạ mời. Nghe nói ăn xong mì hồ đồ, con người ta sẽ không hồ đồ nữa. Hồ đồ một chút vẫn tốt hơn. Con người ta nếu thông minh quá thì sẽ không sống lâu đâu. Ta khuyên ngươi không nên xen vào chuyện của đại bổn sự. Nếu không, vào thì dễ, mà ra thì khó lắm. Sao ở đây đột nhiên náo nhiệt thế? Xem ra Cao đại nhân không thích sự cô độc. Tô mì hồ đồ còn chưa ăn xong, nhưng các hạ đã hiểu nhiều rồi. Thôi thì bữa hôm nay để ta mời đi. Ông chủ, tính tiền. Cao đại nhân, tại hạ đã giúp đại nhân làm việc thiện. Hai tô mì này vẫn nên để tại hạ mời. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Hôm nay có vẻ ta không mời được khách, cũng không kết được bạn. Nhưng mà cùng ăn chung một bàn cũng có thể gọi là có duyên. Có vài lời ta vẫn muốn khuyên ngươi. Tại hạ xin được lắng nghe. Thành Lâm An là hoàng thành, cũng là bảo địa của đương kim thiên tử. Hoàng thượng thích sự yên tĩnh. Nếu như có ai muốn gây sự ở đây, Cao tiểu cầu này tuyệt đối không đứng nhìn, nhất định sẽ điều tra đến cùng. Tại hạ đã nói, Cao đại nhân đây có nhiều tai mắt, từ nhỏ đã phục vụ triều đình. Có tin tức gì cũng không thoát khỏi tai của đại nhân mà. Tại hạ chẳng qua chỉ là một dân thường, sinh sống ở Thành Lâm An này, chỉ cầu hai bữa no bụng là đủ lắm rồi. Sau này có làm gì sai, mong Cao đại nhân nhắc nhở nhiều hơn. Ta nhất định sẽ nhắc nhở ngươi.
vào đi. Không biết có làm phiền đương gia không? Thì ra là ngươi, tìm ta có việc gì không? Không có gì đâu. Chỉ là muốn biết Lý Đại Bổn sự thế nào rồi. Nghe nói, Tống Đại Ca đã đến Nha Môn. Cũng không biết, có cứu được người không? Lâm An Phủ không muốn thả người. Còn nói, sẽ đưa ra xét xử trước công đường. Sao lại thế chứ? Chuyện vốn dĩ nhỏ như hạt đậu, lại gây xôn xao khắp kinh thành. Xem ra, có người muốn hô mưa gọi gió. Đương gia, lần trước, có phải có một lão tú tài đến tìm đương gia không? Phải rồi. Ta nghĩ ông ta đã già, nên đã sắp xếp thời gian sớm hơn dự định để gặp ông ta. Đương gia đúng là tốt bụng. Ông ta đến đây chỉ uống được một ly trà, thì có người gọi về. Ta nghĩ, chắc là ở nhà có con cọp cái. Đúng là tội nghiệp. Lúc ông ta ra về, còn để lại một món quà. Ông ta không giống với những tú tài khác. Sao hôm nay ngươi lại hứng thú hỏi ta chuyện này vậy? Lần này ta có thể cứu được Lý Đại Bổn sự rồi. Ngươi nói chuyện, sao lại không có trước có sau vậy? Đương gia, lần này muốn cứu được Đại Bổn sự thì phải nhờ đương gia đó. Ta sao? Ngươi nghĩ ta là thượng thư hay là bách phủ tuần án đây? Ta chỉ là một người bình thường, sao có thể cứu hắn chứ? Nếu cần tiền thì ta có thể giúp cho một ít, còn cứu người thì... Đương gia bây giờ còn hơn cả thượng thư hay bách phủ tuần án nữa. Người ta thường nói quan về hưu còn hơn cả quan hiện tại. Đương gia, bây giờ chắc đã nghĩ ra lão tú tài đó là ai rồi chứ? Bây giờ Lý Đại Bổn sự đang bị giam trong đại lao của Lâm An Phủ. Còn lão tú tài đó là chi phủ đại nhân của Lâm An Phủ đó. Hóa ra người vòng vo tam quốc, ý là muốn nhờ cậy ta. Chỉ cần đương gia chịu đứng ra thì Lý Đại Bổn sự có thể bình an trở về đây. Không phải ta không chịu ra mặt, chỉ sợ những người thường lui tới nơi đây hầu hết chỉ nói miệng mà không có tâm. Họ chưa chắc sẽ nghe theo ta. Ở những nơi ong bướm, người vô tình vô nghĩa tất nhiên nhiều rồi. Nhưng mà người si tình thì cũng không ít đâu. Ví dụ như Vương Viên Ngoại đó. Thôi, được rồi, ta sẽ giúp ngươi. Còn được hay không, ta không dám đảm bảo. Người ta thường nói trong Hồng Tụ Thư Viện có hai Quan Âm Bồ Tát. Một là vị đó, hai là đương gia. Xem ra họ nói không sai chút nào cả. Ngươi đừng nịnh bợ ta nữa. Lời này của Kim Ca đều là thật đấy. Gần đây Kim Ca thấy đương gia đối nhân xử thế, không những nói chữ lý, còn nói đến chữ tình nữa. Trong lòng Kim Ca vô cùng nể phục. Thôi đủ rồi, nếu ngươi còn nói tiếp, ta nghe cũng thấy ngại đấy. Đúng là không ngờ được, đầu óc của ngươi cũng ứng biến nhanh lắm. Dì Hồng, dọa ta hết cả hồn. Dì Hồng, tay của dì bị thương, để con làm giúp cho dì. Dì Hồng này, dì xinh đẹp như thế, hèn gì bọn đàn ông gặp dì ai nấy đều thần hồn điên đảo, chẳng còn biết gì nữa. Nếu con đẹp bằng một nửa của dì thì tốt biết mấy. Con nhỏ này, con nhìn lại con đi, xinh đẹp biết bao. Nếu không phải con suốt ngày cứ cải nam trang, thì dì nghĩ có rất nhiều người theo đuổi con đó. Làm con trai tốt biết bao, muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi đó, muốn đánh ai thì đánh, thoải mái biết bao. Làm đàn ông cũng khổ thôi, chuyện gì cũng phải suy tính, rốt cuộc rồi có được gì đâu. Làm phụ nữ cũng khổ không kém, luôn phải lo toan chuyện được mất, đến cuối cùng cái gì cũng mất hết. Cho nên, nếu có kiếp sau, tốt nhất đừng đầu thai làm người. Dì ơi, đừng nói chuyện bi quan thế chứ. Được rồi, con đi kêu Tiểu Ngọc đem cho dì chậu nước ấm. Kêu Tiểu Ngọc làm gì chứ, con đi lấy là được rồi. Hôm nay cảm thấy hơi kỳ lạ nha. Thường ngày đâu có ngoan như vậy. Dì Hồng, dì ngồi đi, con giúp dì rửa mặt. Sao lại ngứa thế này? Dì, con lau mặt cho dì nha. Không cần đâu, Nhược Nam, dì tự làm được rồi.
Dì ơi, đây là khăn tay của Tống đại ca sao? Để con đem đi giặt, ngày mai con sẽ trả lại cho huynh ấy. Con đi lấy nước ấm, rửa chân cho dì nha. Không cần đâu. Con bé này, dì biết là mỗi lần con ngoan với dì như vậy, nhất định là có việc muốn nhờ dì. Đâu có, con chỉ đang làm những việc mà con nên làm thôi. Vãn bối hậu hạ trưởng bối là chuyện đương nhiên mà. Nhưng mà cũng có lúc trưởng bối cũng phải hầu hạ vãn bối đấy. Con nhìn con kìa, cái đuôi hồ ly của con đã lộ ra rồi. Con nói thật với dì đi, hôm nay có người đến tìm dì, có phải con sắp xếp không? Dì đừng vu oan cho con mà. Lúc nào cũng có người đến tìm dì, làm sao con biết đó là ai? Người đó con cũng biết mà. Hắn ta lòng vòng khá lâu, sau đó nhờ ta đi cứu đại bổn sự. Hắn bảo dì đi cứu đại bổn sự. Con nhìn xem, cái đuôi hồ ly của con cũng chịu ló ra rồi. Vậy người đó là ai vậy? Nhất định là Tống đại ca rồi. Chỉ có người thông minh như huynh ấy mới có thể nhanh hơn con một bước thôi. Bởi vậy mới nói có lúc thông minh cũng không tốt lắm. Dì sợ là tiểu Tống thông minh quá độ mà thôi. Dẫu sao vẫn tốt hơn là ngốc mà. Lý đại bổn sự thật là ngốc. Nếu không nghĩ đến hồi mà con học trông cứu, hắn ta chịu làm vật thử nghiệm cho con, thì con đã mặc kệ hắn. Được rồi, ngày mai dì sẽ cùng đi với con gặp đại bổn sự. Dì đã sắp xếp xong, đến lúc đó con phối hợp với dì là được. Chi phủ đại nhân tuần ngục, nơi này là cấm địa của đại lao. Hai vị đến đây có việc gì không? Thưa đại nhân, có một chuyện xin được đại nhân chấp thuận ạ. Lần trước đại nhân từ giã đến giờ, sao không thấy đại nhân đến nữa? Công việc bề bộn, bổn quan không có thời gian. Tức đại đương gia, muốn gặp bổn quan thì hãy tìm một nơi thuận tiện nào đó. Ở đây không tiện cho lắm. Vậy lát nữa chúng ta sẽ tìm nơi thuận tiện nha. Đại nhân, có một chuyện xin đại nhân giúp cho. Cô cứ nói. Ở đây đang nhốt một người quen của ta. Ta là người bảo lãnh của hắn. Đại bổn sự, hắn có một chứng bệnh lạ lắm. Nếu không uống thuốc kịp thời thì sẽ nguy hiểm lắm. Đại bổn sự, là ai vậy? Là Lý đại bổn sự. Hắn bị bệnh gì vậy? Hắn bị một chứng bệnh rất lạ. Nếu như bị kích động mạnh thì sẽ làm những chuyện bản thân không ngờ tới được, không nhớ ra được. Nghiêm trọng như vậy sao? Rất nghiêm trọng đó. Nếu không xử lý sẽ gây ra thương vong đó. Cho nên ta cố tình mời vị đại phu này đến để phòng chuyện không may xảy ra. Ngài nhìn xem, hắn lại phát bệnh nữa kìa. Người đâu? Mau đến đây, mau mở cửa ra. Chuyện gì vậy? La hét gì chứ? Đại nhân ơi, để cho tại hạ khám bệnh cho hắn. Đừng đánh ta. Đại phu cẩn thận đấy, không sao. Đứng yên coi. Buông tay ra, buông hắn ra. Các người làm như vậy sẽ kích thích đến hắn đó. Các người ra ngoài hết. Các người mau ra đây đi. Ra ngoài thôi, đi đi. Người có quen ta không? Các người xem kìa, hắn nghiêm trọng đến mức nào. Hắn ta còn nói quen ta kìa. Nếu muốn ra ngoài thì huynh nghe lời muội, lát nữa muội sẽ châm cứu cho huynh. Bệnh tình rất nghiêm trọng. Đương gia ơi, sao đương gia lại quen với hạng người này? Hắn ta rất là tội nghiệp. Từ nhỏ hắn đã bị mắc bệnh này rồi. Cái này dài nhất, nên ta chọn cái này. Sao thế? Hắn sao thế? Chuyện này là sao vậy? Không sao đâu, hai người tránh ra. Xin đại nhân đừng hoảng sợ. Đây là nghề gia truyền độc nhất vô nhị của nhà ta. Cách châm cứu này đã thất truyền trong thiên hạ đã lâu rồi. Một giờ sau hắn ta sẽ tỉnh lại thôi. Hay như vậy sao? Nếu đại nhân không tin, đại nhân có thể châm cứu thử. Không, tôi không muốn thử. Đại nhân, ngài đã thấy rồi. Bệnh của Lý đại bổn sự thật sự rất nghiêm trọng. Nếu tiếp tục giam hắn ở đây, không biết lúc nào hắn lại phát bệnh nữa. Cho nên đại nhân tính lúc nào thả người ra vậy? Cách trị bệnh của tại hạ chỉ tạm thời chế ngự bệnh tình mà thôi. Nếu muốn hoàn toàn khỏi bệnh thì phải uống 10 thang thuốc mới khỏi đó. Nếu vậy thì tức đương gia hãy yên tâm, ta sẽ nhanh chóng thả hắn ra thôi. Cao đại nhân đến. Chào cao đại nhân. Từ xa ta đã ngửi được mùi thơm. Thì ra là tức đương gia của Hồng Tụ Thư Viện cũng có mặt ở đây. Mũi của cao đại nhân thật là nhạy.
Đại nhân, tại sao sau khi đại nhân tuần ngục xong, chiếc mão của ngài lại béo như vậy? Lúc nãy hình như ta nghe đại nhân nói muốn thả người nào đó thì phải. Lý đại bổn sự đang mắc bệnh lạ. Lúc mà Cao đại nhân bắt hắn, ngay lúc hắn đang phát bệnh, cho nên ông mới hiểu lầm đấy. Lúc nãy tức đương ra đến đây nói chuyện này cho ta biết, ta đã vào trong xem rồi, đúng như vậy. Cho nên tại hạ mới quyết định là thả hắn ra. Chuyện này, chi phủ đại nhân, ta nghĩ chuyện này chắc đại nhân không quyết định được đâu. Bây giờ hắn ta như vậy, ngay cả ngón tay cũng không động đậy được, còn có thể gây chuyện nữa sao? Nếu hắn ta lại phát bệnh, lại xảy ra chuyện gì ở trong ngục, nó sẽ làm hại danh dự của bổn quan đấy. Nếu như đại nhân đã nói như vậy, thì cứ thả hắn ta ra đi. Nhưng mà, tức đương ra, ta có một yêu cầu. Xin Cao đại nhân nói ra, sau khi hắn ta ra ngoài, thì hắn không được tiếp tục tham gia thi đấu. Sau khi hắn ta ra ngoài, chủ yếu là trị bệnh, còn tham gia thi đấu gì nữa? Lần đó hắn ta ra tay đánh người, cũng bởi vì những đội khác chơi giỏi hơn hắn, hắn sợ thua người ta. Nếu để hắn ta tiếp tục thi đấu, những đội khác nhất định sẽ không tiếp tục tham gia. Cũng có thể nói là tất cả các đội khác sẽ vì một mình hắn mà không tiếp tục tham gia thi đấu nữa. Đến lúc đó, hoàng thượng sẽ không xem được trận đấu. Cái tội này, ta nghĩ chắc không ai gánh chịu được đâu. Đúng đó, Cao đại nhân nói rất đúng. Trận đấu lần này không thể xảy ra chuyện gì nữa. Nếu như hắn ta được ra ngoài để trị bệnh, thì những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Được. Nếu ngươi đã nói như vậy, thì ngày mai ngươi có thể đến đón hắn ta về. Cảm ơn các vị đại nhân. Chúng tôi xin cáo từ. Người đi theo cô ấy là ai? Nhìn rất quen mặt. Đó là đại phu do tức đương ra mời đến để khám bệnh cho Lý đại bổn sự. Y thuật của hắn rất cao minh đấy. Đại phu, Lý đại bổn sự, đại ca, Lý đại bổn sự, gặp lại trời đất, gặp lại mọi người. Lại đây nào, đại ca mau qua đây, đại ca, mọi người đến hết sao? Đại ca, mau ra ngoài nào, đại ca qua đây nào. Đại ca, huynh vất vả rồi, vất vả cái gì, ở trong đó bọn chúng hầu hạ ta, rất là chu đáo đấy, vừa đấm bóp vừa đấm lưng cho ta. Có thật không huynh? Đánh, đừng đánh nữa, mọi người đừng giận nữa. Sao Nhược Nam không đến đón ta, Lý đại bổn sự? Nhược Nam, Nhược Nam ơi, Nhược Nam, muội đến đón huynh hả? Sao thế, muội vẫn còn giận huynh sao? Huynh ở trong mục rất khổ sở đó. Được rồi, huynh cho muội làm tiên phong của đội, làm át chủ bài của đội, mọi người đều truyền bóng cho muội, được không? Ai thèm làm tiên phong của huynh chứ? Vậy thì huynh cho muội làm đội trưởng, mọi người mau qua đây, kêu đội trưởng đi. Đội trưởng ơi, đội trưởng cái gì chứ? Các người có biết không? Chúng ta không được tham gia thi đấu nữa rồi. Tại sao chứ? Ai nói thế? Tại sao ư? Tại huynh đó. Dì vì muốn cứu huynh nên đã hứa với Cao Tiểu Cầu là chúng ta không tham gia thi đấu nữa. Nếu không quan phủ sẽ thả huynh nhanh như vậy sao? Cái đồ đáng ghét, nhất định lại là tên họ Lục đó phá đám rồi. Còn chửi nữa, chửi huynh thì đúng hơn. Không được, huynh phải trở vào trong ngục để khỏi liên lụy các huynh đệ. Đại ca, huynh, đừng giận nữa. Rất khó mới cứu được huynh ra ngoài đấy. Huynh còn muốn gì nữa? Nếu huynh còn nói, muội không lo cho huynh nữa. Chuyển cho ta. Phim được dịch, thuyết minh, nhanh lên, tiếng tại phim TV. Chuyển cho ta. Trả lại cho chúng tôi.
mau đưa đây, đưa bóng đây. Đậu tử, trả cho bọn chúng đi. Ta không trả. Có trả không? Toàn là lũ ngốc mà còn đến đây diễu võ dương oai. Nếu không có Lý Đại Bổn sự ra tay, thì các ngươi chừng nào mới được đá bóng chứ? Tiểu Nguyễn. Nhưng mà Lý Đại Bổn sự chỉ lấy lại công bằng cho các huynh đệ thôi. Dạ đúng. Đại ca, tại muội đấy. Đừng có chửi muội nữa mà, muội không có cố ý đâu. Tại muội hết, muội còn không nhận lỗi nữa. Chuyện gì vậy? Tống đại ca, chúng ta phải làm sao đây? Mọi người đừng vội. Ngươi còn dám gõ cửa nữa, ta ra xử ngươi ngay lập tức. Ngươi chán sống hả? Tống đại ca, mặt mày dữ tợn như vậy, có bản lĩnh thì đi xử Lục Thiếu Khiêm đi. Cũng có ngày đệ sẽ xử đẹp hắn ta. Có chí khí. Hiện giờ hắn ta đang ở ngoài đấy, ngươi đi xử hắn đi. Ta mua sẵn một cỗ quan tài tốt cho đệ. Tống đại ca, cảm ơn huynh đã cứu đệ lần này. Ta làm sao mà cứu được đệ nếu không có Tức Đương gia? Hiện giờ đệ vẫn còn ở trong ngục đấy. Cứ cho là đệ vẫn còn nghĩ đến ta. Huynh hỏi đệ, người đệ ghét nhất là ai? Đương nhiên là tên họ Lục đáng ghét kia. Tên này cứ chống đối với đệ hoài, thế sẽ không đội trời chung với hắn. Trong thành Lâm An này, có hắn thì không có đệ, có đệ thì không có hắn. Hay cho cô có hắn không có đệ. Hiện giờ người ta vẫn khỏe mạnh kia, đá banh tệ hơn đệ nhiều, nhưng cuộc sống tự do hơn đệ nhiều. Bây giờ đệ sẽ đi xử hắn. Ngươi đứng lại. Huynh đừng có cản đệ. Sau khi đệ xử đẹp hắn ta, bất quá thì đệ lên Lương Sơn sống. Thành Lâm An này không còn chỗ cho đệ rồi. Ngươi còn dám nói lên Lương Sơn? Ngươi làm ơn dùng đầu óc suy nghĩ lại đi. Làm việc gì cũng lỗ mãng như vậy, còn nói là dựng lại danh tiếng cho Lương Sơn. Đúng là mong muốn hoang đường. Không ngờ đệ thật là vô dụng mà còn thua tên đáng ghét kia nữa. Sai rồi. Ngươi còn có một cơ hội đánh thắng Lục Thiếu Khiêm. Cơ hội gì vậy? Đó là phải thắng trận. Đại ca ơi, đại ca của đệ ơi, huynh đừng có giỡn với đệ nữa. Huynh cũng biết mà, quan phủ không cho đệ được tham gia thi đấu. Ta có một cách có thể khiến đệ trở lại sân bóng. Thật sao? Ngươi tìm Lục Thiếu Khiêm giúp đỡ, nhờ hắn giúp đỡ. Nghe lời ta một lần đi. Ngươi đi xin lỗi hắn ta. Hiện giờ đệ đang muốn xử hắn đấy, huynh còn bảo đệ xin lỗi hắn. Các ngươi không được tham gia đều là do tên Cao Tiểu Cầu kia ở sau lưng phá đám. Chỉ cần tên Lục Thiếu Khiêm đồng ý thì Cao Tiểu Cầu sẽ đến quan phủ kêu họ để cho các ngươi tham gia. Chỉ có thi đấu mới có thể quang minh chính đại mà thắng chúng một trận. Chỉ có thắng chúng thì Tiểu Lương Sơn mới có thể tiếp tục tồn tại. Rõ ràng là hắn ta hại đệ mà, huynh còn muốn đệ xin lỗi hắn ta. Không biết tại sao đầu óc của ngươi lại không chịu suy nghĩ một chút chứ? Đây là kế hoãn binh của chúng ta mà. Mục đích là muốn dụ bọn chúng ra, sau đó dồn chúng vào chân tường. Năm đó, Hàn Tín chịu không ít sỉ nhục, nhưng sau này đã trở thành đại tướng quân. Còn Lý Đại Bổn sự ngươi, sao lại không chịu nhịn một chút chứ? Ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm một tên côn đồ cả đời, hay là trở thành một đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất? Được thôi, coi như ta nhìn lầm người. Ta không muốn mất thời gian với người nữa. Đại ca, bình tĩnh để nghe lời huynh mà. Chỉ cần có thể tham gia thi đấu, xin lỗi hắn chứ gì, đệ đi. Nhưng mà một ngày nào đó nhất định đệ sẽ lấy đầu của hắn làm quả bóng mà đá. Huynh đệ tốt của ta, cuối cùng đệ cũng hiểu ý của ta. Còn hành động như thế nào thì ta đã sắp xếp cho đệ rồi. Huynh đệ, ngươi nhớ rằng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đôi khi ta cũng hy vọng ông trời sẽ đứng về phía chúng ta. Mọi người xem kìa, nhanh lên, mau lên, làm ơn tránh đường ra. Nhìn kìa, trông vui quá. Lý Đại Bổn sự, sao kỳ vậy nhỉ? Bảo ông chủ Lục của các ngươi ra đây,
Lý Đại Bổn dự ta đến bồi thường cho hắn. Ông chủ của chúng tôi nói rồi, phải trói đôi chân gây sự của ngươi lại. Sao hả? Nếu không trói lại thì không được vào trong. Được. Lý Đại Bổn dự, ngươi đến sòng bạc Ngũ Phúc của ta, có việc gì đây? Ông chủ Lục, lần trước ta lỡ tay làm bể ông thần tài của ông, cho nên hôm nay đến đây để đền lại cho ông đó. Hay cho cô lỡ tay làm bể. Lần trước là ta quá lỗ mãng, mọi chuyện lầm lỡ ta sẽ gánh chịu hết, muốn xử lý ta sao cũng được. Nhưng hy vọng ông chủ Lục giơ cao đánh khẽ, hãy cho bọn ta một cơ hội để trở lại sân đấu. Ông thần tài đó, người muốn đền thì đền được sao? Người tưởng đó là ông thần tài bằng đất bình thường à? Vậy ông muốn thế nào? Nghe nói Tiểu Lương Sơn các ngươi rất thích nghịch lửa. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi một giây pháo để các ngươi thưởng thức. Ta không hiểu. Đơn giản thôi mà. Chuẩn bị xong chưa? Rồi ạ. Ông chủ Lục, hôm nay ông vui là được. Muốn chơi thế nào tùy thích, nhưng ông phải cho bọn ta cơ hội. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần được nghe lại tiếng ông thần tài bị bể. Nên bây giờ ngươi đứng cho vững đấy. Được rồi. Tống đại ca, không được rồi, lên thôi. Đừng làm hỏng chuyện của Lý Đại Bổn Dự. Ông chủ Lục, ông vừa lòng chưa? Lấy bóng đến đây. Vâng. Được thôi, chỉ cần ông chủ Lục vui thì sao cũng được. Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, nào, rút đi. Cho qua với. Lại là ngươi. Ông chủ Lục, ta nghĩ như thế là đủ rồi đấy. Tất cả hương thân phụ lão cũng đã đều nhìn thấy vị đại ca này rất thành tâm thành ý đến đây để xin lỗi ông. Ông đại nhân đại lượng, xin hãy bỏ qua cho. Ta nghĩ có những chuyện ngươi không biết thì tốt hơn. Đại Bổn Dự, thiệt cho ngươi rồi. Kim ca, cứ mặc đệ. Cũng may là có Kim ca ra tay kịp thời, nếu không Đại Bổn Dự thảm rồi. Kịp thời gì chứ, ta thấy lại hỏng chuyện nữa rồi. A Động, bảo hắn ta đi đi, đừng ở đó cản trở nữa. Mau lên. Vâng. Nếu Lý Đại Bổn Sự không muốn chơi trò chơi này, vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Tiểu Kim ca, mau trói đệ lại đi. Nhanh lên. Tiểu Kim ca, đi thôi. A Động, ta có chuyện cần phải nói. Chuyện đó không bàn được nữa. Ta nghĩ Lý Đại Bổn Sự đến như thế nào thì phải như thế đó. Ông chủ Lục, dạo này trong thành Lâm An có rất nhiều lời đồn. Nếu như không có đội của Lý Đại Bổn Sự, vậy ngôi vô địch sẽ thuộc về ông chủ Lục rồi. Cho nên cái gì? Cho nên có người đã tìm cách không cho họ tham gia thi đấu. Ngươi đừng nói bậy, bọn chúng không tham gia là vì bọn chúng tự chuốc lấy. Sao lại kéo ta vào chuyện này chứ? Vậy thì đúng rồi. Ông chủ Lục, sao không thừa cơ hội này, không so đo với bọn người đó nữa, để họ được tham gia so tài. Tới lúc đó ai cũng kính nể ông chủ Lục rồi. Phải đó. Ông chủ Lục, đúng rồi đó, đừng làm khó bọn ta nữa. Nếu không là con rùa rụt đầu đó, cái đám thối tha này. Được thôi, ta thành toàn cho các người, để các người thua tâm phục khẩu phục. Tốt quá rồi, chúng ta có thể tham gia thi đấu rồi. Nhớ giữ lời đấy. Các vị đã nghe hết rồi đó. Bọn ta có thể tiếp tục thi đấu rồi. Được rồi, để ta coi các ngươi có bản lĩnh gì. Không sao rồi. Không sao chứ. Không sao cả. Tiểu Kim ca ơi. Tiểu Kim ca. Tiểu Kim ca, đi đâu vậy hả? Ta còn có việc phải làm. Huynh giúp bọn ta chuyện lớn, huynh là nhất đấy. Không cần khách sáo. Vừa nhìn là biết ổn rồi.
Nào uống đi. Cạn. Tiểu lượng cao quá. Uống nhiều vô. Tiểu Kim ca, hôm nay là lần đầu tiên được uống rượu cùng nhau, không say không về. Phải đó, rượu tất nhiên phải uống rồi. Từ từ mà uống. Huynh sợ hết rượu hả? À đậu, lấy thêm một vỏ tới đây. Đợi đó, đệ lấy liền. Tiểu Kim ca, sau này huynh có gì sai bảo, cứ lên tiếng đệ sẽ làm hết. Cảm ơn. Cảm ơn các người. Cảm ơn gì chứ? Huynh khách sáo quá. Lần này nếu huynh không kịp ra tay, đại bổn sự không chỉ bị sỉ nhục, mà hy vọng của bọn đệ cũng tan thành mây khói. Tiểu Kim ca, cũng may có huynh kịp thời ra tay. Lúc đó bọn đệ đứng sát bên, nhưng không biết làm sao hết. Phải đó. Thôi đừng nói chuyện này nữa, chúng ta uống đi. Uống rượu đi. Cạn ly. Sao không đợi ta hả? Đại ca, sao giờ huynh mới đến? Uống rượu. Uống rượu đi. Qua đây đi. Ngồi xuống. Ta uống thay Tiểu Kim ca chén này. Không cần đâu. Nếu muốn uống chúng ta cùng uống. Được. Tiểu lượng của Tiểu Kim ca cao thật. Không hổ danh là đệ tử của Lỗ sư phụ. So với sư phụ ta còn thua xa. Rượu có thể làm con người ta gan lên, cũng làm người ta mất tỉnh táo. Nào, chúng ta cùng uống cạn chén này. Đợi sau khi thi đấu xong, chúng ta sẽ uống cho thỏa thích. Được. Vậy chúng ta không say không về. Nào, cạn. Ta uống hết nổi rồi. Để hắn nghỉ ngơi đi. Lát nữa ta sẽ đưa hắn về. Huynh đệ sao rồi? Chân không sao chứ? Động đậy được không? Đỡ nhiều rồi, nhưng không thể nhảy cao được. Ta có nhờ người đến Đông Bắc mua về một ít cao hổ cốt, nghe nói rất hiệu quả. Ngươi thử xem sao. Làm phiền đại ca rồi. Sao lại khách sáo với ta như vậy chứ? Chỉ cần trị được chân của đệ thì có đáng gì đâu. Sắp đến ngày thi đấu, sợ là đệ không tham gia được. Không cần sợ, chúng ta có thể một chọi mười mà. Hy vọng là thế. Trước mắt, chúng ta phải chỉnh đốn lại đội hình một chút. Trận đấu này chỉ được thắng, không được bại. Nếu không, sẽ phụ lòng của Lý đại bổn sự. Kim ca này, ta không sao. Cẩn thận đấy. Đã bảo đừng cản đường ta. Ngươi làm gì vậy? Sao lại cản đường ta? Hết nói nổi. Sư phụ, người ở đâu vậy? Mau dẹp nó dùng con đi. Năm xưa, ở Tướng Quốc tự có một khúc cây. Sao người bứng nó đi được? Kim huynh đệ, tránh ra đi. Để huynh bứng nó ra cho. Ta dạy dỗ nó cho đệ. Đại ca đúng là có cách. Thế nào hả? Đệ uống nhiều quá rồi. Đại ca, nếu sư phụ ở đây, chắc chắn sẽ đánh mông đệ. Vớ vẩn. Sư phụ không ghét kẻ uống rượu đâu. Có lẽ ông ấy thấy đệ như thế này, nhất định rất vui. Có lẽ ông ấy thấy đệ thế này sẽ vừa vui, vừa dạy cho đệ Thúy Bát Tiên. Sư phụ, sao giờ lại bỏ con lại? Sau này ai mua rượu ai mua thịt cho người đây? Bây giờ sư phụ đã đi gặp bạn cũ, bạn tốt của ông ấy rồi. Hiện giờ đang ở bên nhau, vui vẻ uống rượu trò chuyện rồi. Ừ.
Sư phụ thường nói, trong tất cả huynh đệ, người ông ấy thân nhất là Lâm Sung. Đáng tiếc, số mệnh của Lâm tiền bối quá khổ. Quá khổ rồi. Tiểu huynh đệ này, nhiều năm như vậy, ở bên cạnh Lỗ sư phụ, có nghe ông ấy nhắc đến kho báu của Lương Sơn không vậy? Sư phụ không thích người ta nhắc tới tiền bạc đâu. Người chỉ cần biết có rượu để uống, vui vẻ ca hát, mọi thứ đều vui vẻ. Ngoài ra không cần biết gì hết. Người đã ở bên sư phụ lâu như vậy, sư phụ thật sự chẳng nói gì với đệ sao? Sư phụ, đồ nhi thật vô dụng. Đến bây giờ vẫn chưa biết ai đã sát hại người. Ta thật là vô dụng. Sai đến vậy vẫn không dụ được người nói ra. Không hiểu sai thật hay sai giả nữa. Lúc đó muội đá vào một quả, huynh mới thắng được quả đào. Quả là tiên nữ hái đào. Đừng khen muội nữa, mũi muội sắp nở ra rồi. Tây hồ in bóng, đôi sen tình tứ, hoa nở trăng tròn, cành liễu cải đôi. Xin chớ phụ lòng nhớ nhung tha thiết. Huynh đọc gì vậy? Trả lại cho muội. Huynh nghĩ muội là hoa được giấu rất kỹ. Tuy là mặc đồ con trai, nhưng sức thu hút không giảm chút nào hết, vẫn được người ta để ý. Nếu như mặc lại đồ con gái, không biết sẽ có bao nhiêu gã si tình theo đuổi. Nói huynh nghe đi, hắn là ai vậy? Huynh không cho muội xem, sao muội biết là ai chứ? Có thể đem lá thư này vào phòng muội, nhất định là quen thân với muội. Lại là hắn, tức quá đi mất. Rốt cuộc hắn là ai vậy? Nói cho huynh biết đi, có lẽ huynh giúp được muội đó. Đừng đoán bậy, muội và hắn ta không có quan hệ gì hết. Muội không chịu nói huynh biết, sợ huynh đi tìm hắn sao? Huynh, Tống Sĩ Tuấn này không phải là kẻ nhỏ mọn. Nếu như muội thích người ta, thì huynh cũng mừng cho muội, còn đến cảm ơn người đó nữa kia. Đừng giả vờ nữa, huynh đừng có giả vờ nữa. Muội biết thật ra huynh đâu có để mắt gì đến muội. Nét chữ này hình như ta đã gặp ở đâu rồi, trông quen lắm. Cái lá thư ma này không biết con ma nào vô liêm sỉ viết ra nữa. Huynh đừng có đoán bừa nữa, ma cũng có nhiều loại, ma si tình cũng có. Cẩn thận, muội bị bắt hồn đi luôn. Huynh mà nói nữa, muội đánh huynh đấy. Muội nói vậy tức là siêu lòng rồi, huynh mới siêu lòng đó. Kim ca, người dám cạnh tranh với ta, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Sau này người sẽ biết tay ta.